Ok, chúng ta sẽ cùng nhau đi sang bài học ngày hôm nay. Và mình cá rằng là sau khi xem cái video vừa rồi, tất cả các bạn đều nhận được ra là chúng ta sẽ cùng nhau đi học vào bài gì ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi sang tìm hiểu về phở. Và chắc chắn rồi, các bạn có thể nhìn thấy rằng tận một điều rằng là trên từng ngõ ngách, từng con phố Hà Nội chúng ta đều có một cái món ăn, đó chính là phở, rất đặc trưng. Và sẽ rất là tuyệt vời nếu như bạn học bài này, chúng ta có thể là giới thiệu cái món ăn phở đến bạn bè quốc tế hoặc những người đến Hà Nội lần đầu tiên thưởng thức cái món ăn rất đặc trưng. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem rằng là bài học ngày hôm nay có gì đặc biệt. Đầu tiên chúng ta vẫn như bình thường, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem rằng là cái bài học ngày hôm nay vẫn là cấu trúc. Chúng ta có phần cấu trúc, phần từ vựng, phần ngữ pháp và một số câu hỏi thường gặp. Thì buổi trước thì tôi có nói chúng ta sẽ cùng nhau đi bỏ qua cái phần phát âm chi tiết hơn, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu hơn một chút về phần ngữ pháp và chúng ta sẽ cùng nhau sang bài ngày hôm nay. Ok, phở. Have you ever eaten any Vietnamese food? You know phở, phở is the most famous Vietnamese noodle soup in the world. Millions of Vietnamese people enjoy phở. Many Vietnamese start the day with pho because it's very cheap and tasty. With pho, you have the chicken or beef, noodles, bean sprout, and broth. You can put lemon or chili in if you want. There are many famous places in Hanoi that you can enjoy this typical dish, such as Pho Gai Yen Ninh on Yen Ninh Street, Balin District. It costs about 60,000 VND for a normal bowl and 100,000 VND to 150,000 VND for a special bowl. The cost could be cheaper in other places like Hang Chung, Hoan Kiem, or on the sidewalk of other streets. You just have to pay about about 25,000 VND to 30,000 VND per bowl. If you come to Vietnam, you have to try it. Ok, chúng ta cùng nhau quay lại. Ở đây đầu tiên ta sẽ cùng nhau nhìn vào cái cấu trúc Have you ever eaten? Thì chúng ta hỏi một người khác về cái trải nghiệm. Đây là một câu ở thể hiện tại hoàn thành. Tức là mình hỏi rằng là ở cái thời điểm hiện tại hoàn thành này, mày đã ăn phở bao giờ chưa? Được chưa ạ? Thì mình phải dùng câu hiện tại hoàn thành. Tức là tính đến thời điểm hiện tại thì nó đã ăn bao giờ chưa, thì mình sẽ phải dùng câu hiện tại hoàn thành là Have you ever eaten? Thì cái từ eat ở đây thì mình sẽ chia thành ate và eaten, được chưa nhỉ? Ở cột thứ ba. Phần thứ hai thì là Have you ever eaten any Vietnamese food? Tức là mình hỏi về trải nghiệm, thì mình sẽ dùng cái hiện tại gì đấy ạ? Hoàn thành, được chưa nhỉ? Xong mình hỏi tiếp rằng Do you know phở? Thì đây là câu hỏi yes or no question, thì mình sẽ lên Do you know phở? Phở is the most famous Vietnamese noodle soup in the world. Thì phở là một món ăn rất của Việt Nam, rất là nổi tiếng, một món ăn ở trên thế giới. Thì các bạn thấy là gì đấy? Vietnamese noodle soup, là chưa nhỉ? Noodle là phở đấy, là cái bánh 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 đa, bánh cuốn đấy, là chưa ạ? In the world, millions of Vietnamese people enjoy phở. Hàng triệu người Việt Nam thì rất là enjoy phở. Thì ta có từ enjoy ở đây, các bạn để ý này, cái từ enjoy ở đây thì là enjoy something, là enjoy cái gì đó. Nhưng mà khi chúng ta nói là enjoy, mình thích làm cái gì đó, thì mình sẽ nói là enjoy doing something. Ví dụ mình rất là thích chơi game, I enjoy playing game. Mình sẽ không nói rằng I enjoy play game, được chưa? Phải là enjoy playing game. Nhưng đây là một danh từ thì sẽ là enjoy something hoặc là enjoy doing something. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau đi sang cái câu là Many Vietnamese start the day with phở. Rất là nhiều người Việt Nam bắt đầu một ngày mới, bắt đầu một ngày với gì đây? Phở. Because, bởi vì it's very cheap and tasty. Nó rất là ngon và rẻ, là chỉ ngon bổ rẻ. With phở, you have the chicken or beef noodle. Với phở, bạn sẽ có chicken or beef. Để chỉ nhà mình sẽ có gà, có bò, hoặc bò hoặc là bánh gì đây, mình sẽ có gì nữa, mình sẽ có bánh phở, mình sẽ có bean sprout. Bean sprout ở đây nó chính là cái gì nhỉ, cái cây gì nhỉ, cái cây mầm mầm của giá đỗ, được chưa? Bean sprout nó là giá đỗ. Và broth ở đây nó chính là, các bạn chú ý âm này, phát âm này, nó là broth, nó chính là cái nước dùng, được chưa nhỉ? Nước dùng hoặc nước canh.
in the end draft. You can put lemon or chili in if you want. Bạn có thể là bỏ vào chanh hoặc là chili, là quả ớt. Mình sẽ có thể vắt chanh vào hoặc bỏ ớt vào trong nếu như mình, if you want, nếu như bạn muốn. Được chưa nhỉ? There are many famous places in Hanoi. Rất là nhiều famous places. Thì chúng ta có cái tính từ famous ở đây, nó sẽ bổ nghĩa cho cái những cái địa danh đây là places. Được chưa? Các bạn để ý nhé. Đây là places. Số nhiều famous places in Hanoi that you can enjoy this. Được chưa? Vẫn là enjoy this ở đây. This ở đây nó chính là cái gì đây? Nó chỉ đang nói về cái this ở đây. Được chưa nhỉ? Là từ quan hệ nó sẽ nói về this đây chính là cái phở. Được chưa? Typical dish. Cái món gì đây? This typical dish. Typical dish ở đây là gì đây? Nó chính là cái món ăn đặc trưng. Được chưa nhỉ? Cái dish ở đây có thể là cái đĩa hoặc là cái món ăn. Suggest như là ở phở gà Yên Ninh on Yên Ninh Street. Baden District is cost about 60,000 VND. Nó có thể là cái giá của nó, cost. Được chưa nhỉ? Còn là cost. Được chưa? Các bạn chú ý này. Cost. Cái giá của nó thì about 60,000 VND. Mình sẽ có giá khoảng 60,000 cho một cái bát bình thường, hoặc là 100,000 đồng đến 150,000 đồng cho một cái special bowl, cho một cái bát special, tính từ chỉ sự đặc biệt, special. Chứ nhỉ? Special bowl, một bát đặc biệt. The cost could be cheaper. Cheaper đây là rẻ hơn, cheap, chứ nhỉ, là một tính từ ngắn. Vậy thì ta sẽ thêm đuôi rẻ hơn là cheaper. Được chưa? The cost could be cheaper in other places like. Nó sẽ có thể là rẻ hơn ở một số điểm khác. Like ở đây không phải là thích nha các bạn nhé. Mà like ở đây nó có nghĩa là như là, được chưa nhỉ? Như là Hàng Trống, Hoàn Kiếm, or on the sidewalk. Sidewalk, thì các bạn hình dung này, cái sidewalk, walk, mình đang đi bộ, nói chung sidewalk có chính là cái vỉa hè, or of other street, tức là cái vỉa hè ở trên những cái con phố khác. You just have to pay about, bạn chỉ phải, just have to, thì mình có cái have to ở đây, tức là chỉ phải, mình phải, làm sao, chỉ phải làm sao đây, pay. Mình chỉ phải pay about 25,000 VND to 30,000 VND per bowl. Được chưa nhỉ? Mình chỉ trả 25-30,000. Per là cho mỗi một, được chưa? Mỗi, được chưa nhỉ? Per bowl, tức là mỗi một bát. If you come to Vietnam, nếu như mà bạn đến Việt Nam, you have to try it. You have to try it, ok? Bạn phải thử nó, have to do something. Chúng ta có cụm từ đây là have to do something, tức là mày phải làm gì. Ví mình muốn nói rằng là mày phải làm bài tập về nhà, you have to do your homework. Đó chính là you have to do your homework. Thì đó thì cái have to và từ must thì nó khác nhau, tức là have to và must kia là mang tiếng ta lại nhiều hơn. Được chưa? Tiếp theo ta sẽ cùng nhau đi sang cái vocabulary ở đây, đó chính là noodle, mì, soup, tasty, thơm ngon, bean sprouts, giá đỗ, broth, là canh hoặc là nước dùng, lemon, chanh, chili, ớt, typical, để chơi điểm hình, và bowl, là bát. Thì ta sẽ cùng nhau đi sang cái phần ngữ pháp mà mình vừa nói qua. Mọi người, mình sẽ nhắc lại một chút về cái thì hiện tại hoàn thành với lại dùng các cái từ như ever và never. Mình nói về trải nghiệm, ví dụ đây là cấu trúc của nó là s chủ ngữ cộng với lại have, has cộng với lại phân từ hai. Thì tôi sẽ nói dùng cái thì này như thế nào, thì tức là tôi nói một cái đã diễn ra trong quá khứ và đến thời điểm hiện tại, có thể diễn ra và xảy ra trong tương lai, thì hoặc là cái gì đây, mình hỏi về trải nghiệm, được chưa? Ví dụ như là mình đang làm ở cái trung tâm tiếng Anh được 3 năm rồi, thì tính đến thời điểm hiện tại là mình được 3 năm. Vậy thì tôi sẽ nói dùng cái thì gì? Tức là đến thời điểm hiện tại được 3 năm, thì tôi sẽ nói là I have worked here for 3 years. Tức là đến thời điểm hiện tại tôi được 3 năm. Tức là đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành. Còn đâu ngày mai tôi có thể tiếp tục hoặc là không tiếp tục thì tôi chưa biết. Được chưa? Đó chính là cái cách dùng của cái thì này. Và khi mình dùng đặt cho câu hỏi, mình hỏi về trải nghiệm, thì mình sẽ là have hoặc là has cộng với chủ ngữ cộng với lại phát tên thứ hai. Mình có thể thêm ever vào đây là thì have you ever cộng với verb phần thứ hai là been. Được chưa nhỉ? Have you ever been to Paris?
Được chưa? Have you ever been to Paris? Thì mình có thể là I have never, mình chưa ở đó bao giờ. Thì đó chính là cách dùng của thì này. Và cái thứ hai nó chính là cái dùng chúng ta dùng là have to cộng verb. Have to do something, mình phải làm gì đó. Thì mình có thể là you have to work hard to pass the final exam. Bạn phải have to do work, mình tức là verb nguyên thể. Have to do work hard ở trên nhỉ. You have to work hard, mày phải học tập chăm chỉ để vượt qua cái kỳ thi này. Và chúng ta sẽ cùng nhau sang một số câu hỏi. Câu hỏi trong bài hôm nay là gì? Một, đó chính là have you ever eaten? Thì đây là cái eaten, nó lại chia, đúng không? Chúng ta vừa đấy mình giải thích xong đây, thì đấy hỏi trải nghiệm. Thì hiện tại hoàn thành. Have you ever eaten any Vietnamese foods in your country? Mày đã ăn thử món ăn Việt Nam ở đất nước mày chưa? Does your country have Vietnamese foods? Được chưa? Does your country have Vietnamese food? Ở đất nước của bạn có gì? Đất nước của mày của bạn có gì? Có cái món ăn Việt Nam hay không? Câu số 3 là have you ever eaten phở? Mày đã ăn phở bao giờ chưa? Thì hiện tại hoàn thành. What do I have in phở? Được chưa nhỉ? Tôi có cái gì ở phở? Có ăn cái gì đây? Why is phở so famous in Vietnam? Tại sao phở này nổi tiếng ở Việt Nam? Where can I eat phở? Ăn phở ở đâu đây? What is so special about phở? Cái gì nó trở nên đặc biệt của món phở này? How much do I have to pay for each bowl of phở? Mình phải trả bao nhiêu tiền cho một cái bát phở đây? Why is the price different in other places? Tại sao cái giá nó lại khác nhau ở những cái địa điểm khác nhau như vậy? Thì bạn phải giải thích là gì đây? Có thể là đây nó có nhiều thịt hơn, kia nó nước dùng nhiều hơn hoặc bát to hơn, được chưa? When should I eat phở? Mình nên ăn phở vào khi nào? Và chúc mọi người học cái bài này, chúng ta sẽ nắm vững được một là những từ vựng, hai nó chính là cái thì hiện tại hoàn thành trong bài học này. Ok, tạm biệt mọi người và chúc mọi người học tập tốt và có thể nói tiếng cho chảy. Bye bye.